ແມ່ມ៉ាក់គ្រប់រូបក៏មានដឹងរដ្ឋាការសម្អាតកំប៉ុងទឹកដោះគោគោមិនបានស្អាតនិងសម្អាតខុសទៅតាមក្បួនໃນគេណែនាំគឺវាអាចធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងនឹងងាយប្រឈមមុខជាមួយនឹងការហើមពោះឆ្លងមេរោគរាករូសហើយប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនទៅដល់សុខភាពរបស់កូនដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ពីរបៀបលាងសម្អាតកំប៉ុងទឹកដោះគោកូនឲ្យស្អាតនិងសុវត្ថិភាព 100% Chị tập bóng khiêm chân xua tập can mạng mạng môi thà đó đón nó bè để con bao tự đọc cô rùi ta mạng mạng xảm ạt cặp bóng tự đọc cô cố nói được biếp nè liêng chỉ mùi đứng tập thông bà đá liêng chỉ mùi xảm bố rưu gó sọc tự đời tệ tôn chỉ mùi đứng ca liêng xảm ạt cặp bóng tự đọc cô cố ní bất chìa xảm khăn khăn mình tên bí bố cặp bóng tự đọc cô đại con bao rùi ní cứ chỉ bập hộp này mê rộp hai mấy cứ nghe bà chôn mục chỉ mùi đứng bỏ tình cám chỉ một khi đi đá dòng từ tam càng này non pi cái hạ tầm po hiền lãnh cứ cái ban prapi đặc biệt nó không ca sầm ăn cặp bông từ đó cô lại ban tâm tới cứ miệt ở hộp đó tự buồn đậm nặng ca đại mà mạng cứ tự tại đăng phong đài không đâu đá sầm đậm nặng ca tìm mùi với nhá muốn pẹt đại mà mạng chào cặp bông từ đó cô con từ liên cứ mà mạng tơ tại liên sầm ăn đây để bắt luôn anh chỉ mùi sạp bù lại bán sạt rồi vô cặp bông từ đó cô bắt cô nước tơ cờ lọc chỉ mùi đừng tập thòng mà đá liên sầm ăn lại bán sạt cho mà đó đậm nặng ca tìm pi mà mạng tơ tại prap ra sạp bù sầm đậm liên sầm ăn cặp bông từ đó cô rồi vô chia ra sầm đậm liên sầm ăn nốt mọt đó sầm ăn tem khay cầm bông nằm khay cả ba mầm cha thôi em nấy cứ với chui thôi ai cầm bông từ đó cô rồi bắt cô nước cứ sầm ăn mèo ban sạt hay sầm tập hiệp rồi phiền rồi phong đài chấm nãy ai cho mà đo đậm nặng ca ti mây vĩnh nó cứ bật to pi bằng phong đo liên chỉ mùi nương sạp bù rụi ron hai bằng phong treo vô đo từ đặc cô có đôi chỉ ba mươi một bằng cô nút từ liên sạp chỉ mùi nương tật sạp lại mà sạp rụi bằng phong chập nam nam tập không phải mà rầm mốm nó bị để tật nút bút bằng phong treo vô đo từ đặc cô nâng cả ba mươi một bằng cô nút từ sau chỉ mùi nương tật nào nó bị dẹp pe pram này tì thôi chấm nãy đi phong nãy khiêm trong mình chạy tật can bằng phong thả bằng phong tật để chơi chơi rơi cả phong từ đặc cô đây là o nâng minh tăng đa tập sạp tập hiệp trong phục cồn hai cho mình đo đậm nặng ca ti buôn với nhá cứ mặn mặn cục rốt cua na tại miền mà xin UV sản nạp sừng ngột cặp bông từ đó cô cố nở tiền vì phù thang nó bên để dừng liên sản ăn cặp bông từ đó cô cố đuôi to sợ bù rụi hai sau tất cả rụi hai cứ bóng phôn cua na tại pra mà xin UV ní đậm bay sừng ngột vì phù ca sừng ngột cặp bông từ đó cô cố chỉ mùi nồng mà xin UV ní cứ vi chui thua ở cặp bông từ đó cô cố nướng cứ sát sản lọc mèo ban căn tài lõ sừng ngột rồi phải rồi hai co sản phẩm hiện rồi phải rồi phong đài sản phẩm với buôn đậm nặng ca đây ca liên sản ăn cặp bông từ កូកូនេះគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាក្មេងគឺងាយក្នុងការឆ្លងមេរោគហើយងាយនៅក្នុងការប្រតិកម្មខ្លាំងមែនទែនបើសិនបងប្អូនមិនបានសម្អាតសម្ភារៈក៏ដូចជាកំប៉ុងទឹកដោះគោកូនេះឲ្យបានស្អាតនោះទេ